Audio tròn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 235 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần đi ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước thời khắc, cái thiên lão tổ chuẩn bị xuống tay với Phan Lâm, bỗng có một tiếng quát lớn vang vọng. Dừng tay! ai dám đà thương lâm thần y bất luận là kẻ nào thì đều phải chết lời nói bá đạo vang vọng khắp hiện trường mi tâm già nua của cái thiên lão tổ cũng khóa chặt lại dừng hành động tầm mắt của vô số người đều nhìn về phía phát ra âm thanh bao gồm cả giang nam tùng tuy nhiên ông ta chỉ nhìn thoáng qua gương mặt lập tức thay đổi mặt cắt không còn giọt máu cực kỳ nhợt nhạt người đến là một người thanh niên trẻ tuổi vóc dáng thon dài hơi thở có lực chỉ cần nhìn một cái đã biết được đây là người có luyện võ trông anh ta vô cùng lam lũ mặc dù tuổi còn trẻ thế nhưng gương mặt tràn đầy về phong trần có rất nhiều người không nhận ra người này thế nhưng giang nam tùng nhận ra người này không chỉ có một mình ông ta mà vô số đại lão ở yến kinh cũng nhận ra người này không ai ngờ người này lại có mặt ở đây thân phận và địa vị của người thanh niên này cũng không quá cao. Thế nhưng... Người sau lưng ông ta lại như một vị Phật khổng lồ có thể làm rung truyền cả nước chỉ bằng một cái dậm chân. Vẻ mặt của người thanh niên kia hiện lên vẻ u sầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người xung quanh. Sau đó anh ta nhanh chóng dài bước dài đi thẳng vào trong hiện trường. Lúc anh ta đi tới bên cạnh Phan Lâm thì nhẹ nhàng cúi người xuống tỏ ra vô cùng cung kính với anh. Cậu là ai? Cũng can đảm quá đây. Dám lớn tiếng kêu tôi dừng lại sao? Lão tổ của cái thiên tông hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, ngay sau đó, người thanh niên kia nhanh chóng tát một cái thật mạnh vào mặt của lão tổ cái thiên tông. Âm thanh giòn giã vang lên khắp hiện trường. Chỉ trong giây lát, tất cả những người có mặt ở đó đều ngần người. Những người đó nhanh chóng trợn mắt, ha hốc miệng, chố mắt nghẹn họng. Hơn nữa, còn có người dùng sức rụi rụi mắt. Xác nhận rằng, chắc chắn mình không có nhìn sai. Lão Tổ Cái Thiên Tông cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Không phải ông ta không thể ngăn cản nổi cú tát này, mà ông ta thật sự không ngờ có người dám ra tay tát ông ta một cú mạnh như thế. Ông ta khó lòng mà phòng bị kịp. To gan, dám làm nhục ba của tôi sao? Quý Bạch Sâm nhanh chóng phản ứng, gào lên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhào tới trước mặt của người thanh niên kia. Thế nhưng Giang Nam Tùng và một số lão đại có mặt ở hiện trường nhanh chóng lao ra, vội vàng giơ tay ra ngăn cản Quý Bạch Sâm. Tông chủ Sâm mà đừng có làm như vậy, ông đừng làm bậy. Không thể làm tổn thương người này đâu, không thể. Mọi người vội vàng kêu lên, sau đó vội vàng đứng chắn trước mặt người thanh niên kia. Sắc mặt của cái thiên lão tổ trở nên u ám, lạnh lùng lên tiếng. Được, được lắm, tôi đây đã sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ có người nào dám làm như thế trước mặt tôi. Nghe cho rõ đây, bây giờ tôi phải phanh thây người này. Nếu ai dám ngăn cản, thì kết cục sẽ giống như thế. Sắc mặt của những người xung quanh nhanh chóng thay đổi. Cái thiền lão tổ đã thật sự nổi giận rồi. Sự thù hận mà ông ta dành cho người thanh niên này còn nhiều hơn cả với Phan Lâm. Sát khí cũng nhanh chóng tỏa ra nồng nặc trên người ông ta. Những người đứng bên cạnh đều không lạnh mà run, vô cùng hoàng sợ vội vàng lùi về phía sau, thế nhưng lời nói này của lão tổ Cái Thiên Tông cũng không thể khiến cho nhóm Giang Nam Tùng cảm thấy e sợ, chỉ thấy một tên cao thủ già đi tới bên cạnh lão tổ Cái Thiên Tông, thấp giọng khuyên nhủ, "Đại sư à, không thể động vào người này được đâu, không thể động vào người này đâu." "Sao thế? Trên đời này còn có người mà tôi không thể giết chết sao?" Cái Thiên lão tổ tức giận hừ lạnh, sau lưng người này có một thế lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Vì thế không thể động vào người này được đâu. Ngài không thể giết người này. Nếu không thì cả cái thiên tông sẽ tan thành mây khói đây. Người đàn ông kia nhanh chóng nói tiếp. Cái thiên lão tổ nghe thấy thế thì cười ha hạ một tiếng. Sao lưng cầu ta có người tài giỏi như thế sao? Vậy thì thế nào chứ? Tôi không tin có người có thể không biết tự lượng sức mình như thế. Người như thế sẽ không thành kẻ thù của tôi và toàn bộ cái thiên tông. Người sau lưng cậu ta không phân biệt được ai giỏi hơn ai sao? Nói xong, lão tổ cái thiên tông nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra, dài bước đi về phía trước. Một tay nắm lấy cổ của người thanh niên kia, sách cổ anh ta lên. Đừng nhìn dáng vẻ nhỏ bé lưng còng của ông già này, mà lầm khí thế của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bị sách cổ lên như thế, người thanh niên đó cũng không hề tỏ ra thái độ gì cả năm ngón tay thô giáp của lão tổ cái thiên tông nhanh chóng biến hình rồi bóp lấy cổ của người thanh niên kia người thanh niên kia bắt đầu cảm thấy khó thở tựa như bị nghẹt chết vậy ở phía bên này đám người của giang nam tùng cũng bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác nhanh chóng nhào tới như điền lão tổ ngài dừng tay đi mau dừng tay lại đi giang nam tùng hoảng loạn kêu lên ngài ngàn vạn lần đừng gây tổn thương đến cậu ấy nếu không những người có mặt ở đây đều phải bỏ mạng cả đây. Màu cút ngay, nếu còn dám càn tôi thì ngay cả ông tôi cũng sẽ giết chết đây. Lúc này, lão tổ cái thiên tông không nghe lọt tai lời nào cả, chỉ một lòng muốn động tay động chân mà thôi. Giang Nam Tùng cũng không thể làm gì khác hơn là xích lại gần nói nhỏ mấy câu. Thế nhưng chỉ sau một lúc, bàn tay còn bền chắc hơn cả kim cương của cái thiên lão tổ nhanh chóng ngừng lại, Ông ta tròn tròn hai mắt, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu qua, vẻ mặt khó tin nhìn Giang Nam Tùng, lên tiếng hỏi ngược lại: "Những gì ông nói là thật sao? Tôi lừa ngài để làm cái gì chứ? Có rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều biết việc này." Giang Nam Tùng vội vàng lan lên, sắc mặt của cái Thiên lão tổ trở nên vô cùng khó coi. "Đương nhiên, Giang Nam Tùng phải nói ra thân phận của người đứng sau lưng người thanh niên này." Người đó cũng không phải là người mà lão tổ cái thiên tông có thể đắc tội được. Nếu như cái thiên lão tổ thật sự động đến người đàn ông trẻ tuổi này thì e rằng tất cả những người của cái thiên tông đều phải chết ở Yến Kinh trong đêm này. Chắc chắn sẽ bị diệt cả tộc. Mặc dù thực lực của cái thiên lão tổ vô cùng đáng kinh ngạc cũng không phải là tầm thường thế nhưng ở trước mặt một số người có quyền có thế thì cho dù có mạnh tới đâu cũng chưa chắc có thể chống lại được lúc này phan lâm tiến lên mấy bước nhanh chóng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ của lão tổ cái thiên tông ra khỏi cổ của người thanh niên kia để giải thoát cho anh ta người thanh niên kia suýt nữa thì đã ngã xuống đất phan lâm vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy đồng thời ấn một cái lên trên cổ của anh ta kỹ thuật vô cùng thành thạo hơi thở của người đàn ông khôi phục không ít người thanh niên hài lòng ho khan một tiếng sao rồi anh đã thấy khá hơn chút nào chưa Phan Lâm nhẹ nhàng hỏi. Tốt, tốt rồi. Đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm thần y, cảm ơn anh. Người thanh niên kia cố hết sức nói ra ấy từ. Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng đã khôi phục lại, đưa tay vỗ ngực một cái. Sau đó quay sang nhìn lão tổ cái thiên tông. Ông muốn giết tôi có đúng không? Người thanh niên nghiến răng chất vấn. Sắc mặt của lão tổ cái thiên tông nhanh chóng căng lên, khàn giọng lên tiếng. Người anh em nhỏ, cậu hiểu lầm rồi, Tôi tôi không phải có ý đó, tôi cảm thấy chúng ta nên trò chuyện với nhau một chút. Ông bớt nói nhảm lại đi." Người thanh niên kia tức giận đưa tay tát lão tổ của Cái Thiên Tông một cái. Thế nhưng mặc dù lão tổ Cái Thiên Tông rất sợ người đứng sau người thanh niên này, thế nhưng cũng không phải là người ngoan ngoãn đứng im để cho người khác đánh mình. Lúc này bàn tay của người thanh niên kia lại vươn tới, thế nhưng anh ta đánh hụt, mặc dù anh ta có thân phận không bình thường thế nhưng nếu như xét về thực lực thì hoàn toàn không thể so được với lão tổ của cái thiên tông không thể tát được thế nhưng suýt nữa đã khiến mình bị ngã người thanh niên vừa rồi là cái thiên lão tổ của chúng tôi không đúng tôi đứng ở đây xin lỗi cậu hy vọng cậu có thể bớt giận đừng tức giận như thế lão tổ cái thiên tông thấp giọng lên tiếng ông ta không thể không cúi đầu sau khi biết được thân phận của người thanh niên này ông ta thật sự phải nhượng bộ. Nếu không, thì cái thiên tông cũng không còn chỗ đứng trong nước nữa. Ông khốn kiếp. Người đàn ông thờ hồn hển cũng không chịu buông tha mà nhanh chóng nhào tới tát thêm một cái nữa. Thế nhưng lão tổ cái thiên tông vẫn tránh được cái tát này. Lão Tổ Cái Thiên Tông không dám động vào người đàn ông này, thế nhưng cũng không thể để cho người này tát ông ta ngay trước mặt nhiều người như thế. Nếu để chuyện này xảy ra thì chẳng phải ông ta sẽ trở thành trò cười hay sao? Sau này làm sao ông ta còn có thể ngẩng mặt nhìn đời được nữa? Ông... Người đàn ông kia vô cùng tức giận. Cậu thanh niên, hay là cậu ngừng lại một chút đi. Nếu cậu có gì bất mãn thì cũng có thể ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Cai thiền lão tổ lạnh lùng nói. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, một bàn tay đột nhiên vươn tới từ bên cạnh tát thật mạnh vào mặt của ông ta. Lão tổ cái thiên tông nhanh chóng văng ngược ra ngoài, đụng ngã hai cái bàn, mạnh vỡ thủy tinh cũng rơi đầy trên mặt đất. Trên mặt của ông ta in hẳn năm dấu tay. Năm dấu tay đó vô cùng rõ ràng. Chỉ trong phút chốc, cả nơi này đều im lặng, không còn một chút tiếng động nào nữa. Mọi người đưa mắt nhìn sang, chủ nhân của bàn tay đó chính là Phan Lâm. Về mặt của Phan Lâm không cảm xúc hờ hững đưa mắt nhìn lão tổ cái thiên tông vừa bị tát ngã xuống cách đó không xa lão tổ cái thiên tông có thể tránh được cái tát của người thanh niên kia thế nhưng ông ta lại chưa chắc có thể tránh được bàn tay của phan lâm hiện trường nhanh chóng trở nên xôn xao cuối cùng phan lâm cũng ra tay cục diện ở đây nhanh chóng trở nên vô cùng kỳ lạ lâm thần y cậu đang làm cái gì đấy người của cái thiên tông cảm thấy vô cùng tức giận Đúng là một con kiến hồi không biết sợ chết. Dường như tôi phải giải quyết cậu ta trước rồi, sẽ giải quyết hiểu lầm với cậu thanh niên này. Lão Tổ cái thiên tông hư lạnh lên tiếng. Muốn giết tôi sao? E rằng ông không thể làm được điều đó đâu. Phan Lâm châm một điếu thuốc, sau đó đi về phía lão tổ của cái thiên tông. Cậu có ý gì chưa? Lão tổ cái thiên tông cảm thấy có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi ngược lại anh bởi vì nếu ai ở đây dám làm tổn thương đến một sợi lông của lâm thần y thì tôi sẽ lập tức cho người đó biến mất khỏi thế gian này cầu thanh niên nhanh chóng tiếp lời hô hấp của lão tổ cái thiên tông nhanh chóng trở nên căng thẳng cái gì phan lâm lại đột nhiên đánh ra một cú nữa lão tổ cái thiên tông vội vàng tránh né sự tấn công lần này của phan lâm dồn dập như vũ bão liên tiếp ra những đòn mạnh mẽ về phía lão tổ cái thiên tông lão tổ cái thiên tông tức giận thốt lên ông ta đang muốn phản công thì lại nhìn thấy người thanh niên kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình khi nghĩ đến người đứng sau lưng người này lão tổ cái thiên tông vẫn cảm thấy có chút do dự cuối cùng thì vẫn nhịn xuống thế nhưng sự do dự này của ông ta lại là cơ hội cho phan lâm lúc này phan lâm lại ra quyền hung hăng đập mạnh vào ót của lão tổ cái thiên tông lão tổ cái thiên tông bị đánh ngã xuống đất đầu ông ta trở nên choáng váng duyết nữa đã không thể trụ nổi nữa rồi thật ra thì thực lực của ông ta cao hơn phan lâm một bậc thế nhưng bởi vì có sự can thiệp của người thanh niên kia vì thế ông ta không dám phản kích phan lâm ông ta vốn là một người mạnh mẽ hơn người thế mà bây giờ lại không thể làm gì cứ đứng yên mặc cho người khác đánh mình ông ta cảm thấy vô cùng uất ức giang nam tùng Ông chắc chắn rằng mình không có nhớ sai đó chứ? Người này, sau lưng người này thật sự là vị kia sao? Lão tổ Cái Thiên Tông cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể nghiến răng chất vấn Giang Nam Tùng. "Thưa ngài, nếu ngài không tin thì có thể hỏi thử những người bên cạnh tôi đây. Nếu tôi nhận sai người thì chẳng lẽ tất cả bọn họ cũng nhận sai hết sao?" Giang Nam Tùng thở dài lên tiếng. Ông ta cũng không ngờ sau lưng Lâm Thần Y này lại có một vị Phật tổ như vậy. Lão tổ Cái Thiên Tông á khẩu không nói được gì, lúc này Văn Lâm lại lao tới. Lão tổ Cái Thiên Tông biết rằng nếu bản thân ông ta tiếp tục ở lại nơi này thì không chỉ mất mặt hơn mà còn không thể làm gì Văn Lâm, vì thế ông ta quyết định chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thế nhưng lúc này, Bạch Thiếu Quân lại nhanh chóng đi tới bên cạnh người thanh niên nói nhỏ mấy câu. Người thanh niên kia nhanh chóng đưa tay móc một khẩu súng lục từ trong ngực ra, nhằm thẳng vào quý lân, người đang có thương tích đầy mình, lạnh lùng quát một tiếng. Màu dừng tay lại cho tôi, nếu ông dám bước thêm một bước nữa, thì tôi sẽ bắn chết tên này đấy. Lão Tổ cái thiên tông chợt dừng bước, trợn to hai mắt, đừng làm tổn thương quý lân. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ông đây đi. Người thanh niên tức giận lên tiếng, sau đó quay sang nói với Phan Lâm. Lâm thần y, Trước tiên, anh hãy tát ông ta một trăm cái xem như chút giận. Cảm ơn anh. Phan Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, anh cũng không khách sáo mà nhanh chóng tiến lên ra tay. Dưới sự tấn công của một trăm cú tát, gương mặt rán nua của lão tổ cái thiên tông nhanh chóng thay hình đổi dạng, miệng túa máu, thế nhưng vẫn chưa chết. Việc ông ta rơi vào trạng thái thê thảm như thế này khiến cho tất cả cảm thấy chấn động đó chính là lão tổ của cái thiên tông đây chính là một sự tồn tại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi thế nhưng hôm nay lại bị một tên nhóc vô danh tiểu tốt như lâm thần y này tát hết cái này tới cái khác giang nam tùng trợn mắt há miệng quý bạch sâm thì như bị xét đánh người nhà họ kiều thậm chí còn có tất cả mọi người có mặt ở hiện trường lúc này đều cảm thấy choáng váng chỉ một chốc lát sau lão tổ cái thiên tông ngã ngồi xuống đất đầu óc choáng váng không thể đứng dậy được nữa trong miệng ông ta lúc này chỉ toàn là nước bọt và máu tươi răng cũng gãy không ít không còn dáng vẻ uy nghiêm lúc trước nữa phan lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta ánh mắt anh hừng hực sát khí anh định kết liễu người này để ngăn chặn những tai họa về sau thế nhưng ở đây đang có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh nếu như thật sự xảy ra án mạng thì sẽ không tốt cho việc mà bên phía nông minh chiến đã giao phó cho mình dù sao thì người khác cũng đã dặn anh không được làm bậy rồi người thanh niên này cũng chính là cảnh vệ lưu người mà nông minh chiến đã kêu đến để hỗ trợ cho anh cũng là bởi vì chuyện này đều do cái thiên tông khơi mào nếu như anh phá hủy quy tắc thì người dính phải phiền phức không phải là cái thiên tông mà chính là anh nghĩ tới đây phan lâm không thể không từ bỏ ý định muốn giết chết lão tổ của cái thiên tông người của cái thiên tông có mặt ở đây cảm thấy run rẩy giờ phút này không có người nào dám nhìn thẳng vào phan lâm mà đều cảm thấy kinh sợ nhún nhường nhất là giang nam tùng cả người ông ta toát mồ hôi lạnh trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận không ngừng suy nghĩ mình nên nhận tội thế nào với phan lâm còn về phần người của cái thiên tông thì cảm thấy sợ hãi bất an hai chân họ không ngừng run rẩy bọn họ chỉ muốn có thể mau chóng rời khỏi nơi này lâm thần y ngài đã nguôi giận chưa cảnh vệ lưu vội vàng tiến lên lên tiếng hỏi anh giọng nói của anh ta có chút gấp gáp phan lâm lên tiếng trả lời bây giờ đã cảm thấy thoải mái hơn rồi anh lưu anh có ồn không lâm thần y tôi không vội thế nhưng thủ trưởng Thủ trưởng ông ấy, tình hình bây giờ của ông ấy vô cùng nghiêm trọng. Ngài hãy mau theo tôi đến gặp thủ trưởng đi. Nếu chậm nữa, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không cần phải sợ, tôi đã đoán được bệnh của ông cụ nông sẽ phát tác vào thời điểm này. Vì thế, không phải trước khi đi, tôi đã để lại cho ông cụ một viên thuốc rồi sao? Anh cứ để cho ông cụ dùng viên thuốc đó, chắc chắn sẽ ổn định lại ngay chờ lát nữa chúng ta sẽ quay về chữa trị cho ông cụ thì sẽ có thể ổn định bệnh tình trên người của ông ấy ngay thôi. Phan Lâm không nhanh không chậm lên tiếng. Nào ngờ sắc mặt của cảnh vệ Lưu lại trở nên trắng bệch gấp gáp tới mức cả người run rẩy. Sau một hồi mới nói: Lâm thần y viên thuốc mà ngài để lại đã đã bị ném đi. Cái gì? Phan Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Các người sao lại làm mất loại thuốc quan trọng như vậy chứ? Phan Lâm tròn tròn hát không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vũ Hàng khóc không ra nước mắt. Lâm Thần Y, tôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Thuốc này là do con gái của thủ trường làm rơi, ném ra bên ngoài cửa sổ. Tôi, tôi ở dưới lầu tìm nửa ngày cũng không có thấy. Bị con gái thủ trường ném đi sao? Phan Lâm dững sờ. Đúng vậy, Lâm Thần Y. Nói câu này có lẽ anh không thích nghe. Thật ra không ít người nhà thủ trường không thích anh, bọn họ tìm hiểu qua tivi cảm thấy anh tuổi còn rất trẻ không thể nào có được y thuật thần kỳ như vậy cảm thấy anh nhất định là đang lừa gạt mọi người cho nên không tin tưởng đảm nhiệm cho anh lắm con gái của thủ trưởng ông ta biết được thuốc này là anh dành cho thủ trưởng cho rằng thuốc này sẽ làm hại thủ trưởng nên đã ném đi tôi tôi không còn cách nào liền chạy đến đây tìm anh lưu vũ hàng vội lan lên lâm thần y anh vẫn nên Mau đi theo tôi trở về đi Không ngờ mọi chuyện là như thế Việc này Không nên để chậm trễ Chúng ta mau đi thôi Phan Lâm cũng không rông dài Lập tức quát khẽ Đi theo Lưu Vũ Hàng chạy đến bữa tiệc Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao lập tức đuổi theo Anh Kiều Huyền Mi còn đang muốn la lên Nhưng nhìn thấy sắc mặt vội vàng gấp gáp của Phan Lâm Cũng ngừng lại phan lâm thấy cô ta không có việc gì mới yên tâm nhưng mà lúc đi ra vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ta một cái kiều huyền mi ngập ngừng môi dưới không lên tiếng cô ta biết lúc này không phù hợp để nhận quen biết với phan lâm dù sao thì bên ngoài cũng đã đồn thổi cô ta và lâm thần y rất không bình thường lúc này nói chuyện với lâm thần y trái lại sẽ đem đến phiền phức cho lâm thần y bọn người phan lâm vừa đi không khí bữa tiệc lập tức trở nên kỳ dị Đám người kia, tôi nhìn anh, anh nhìn họ, sắc mặt kỳ lạ. Bố, bố không sao chứ? Quý Bạch Sâm vội vàng chạy tới, đỡ ông cụ tổ cái thiên tông dậy. Vội vàng hỏi thăm, giờ phút này cái thiên lão tổ vô cùng chật vật. Có lẽ giờ phút này là lúc chật vật thê thảm nhất trong cuộc đời của ông cụ. Thế nhưng, ông cụ cũng không nổi giận, mà bắt lấy cánh tay của Quý Bạch Sâm gầm nhẹ nói. Đi, lập tức rời kinh, lập tức rời khỏi yến kinh lập tức đi thôi. Quý Bạch Sâm hơi sừng sốt một chút, không dám cãi lại, liên tục gật đầu, mang theo cả Quý Lân đang ngất, dẫn đầu đám người cái thiên tông hốt hoảng rời đi. Màn kịch gần như là kết thúc, nhưng Giang Nam Tùng vẫn chưa hết xui xẻo. Ông Cụ Tổ, Quý Tông Chủ, chờ chút, chờ một chút. Giang Nam Tùng gấp gáp hô lên, nhưng mà chẳng thấm vào đâu, đám người kia bản thân còn khó bảo toàn sao còn có thể để ý tới giang nam tùng chưa đám người quý bạch sâm cũng không thèm nhìn giang nam tùng chỉ một lát sau đám người đã chạy mất không còn chút tung tích sắc mặt của giang nam tùng trắng bạch sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau mấy bước đặt mông xuống ngồi ghế bên cạnh cả người cả kinh hồn bay phách lạc bên cạnh một người vội vàng chạy tới gào khóc đau thương nói hội trường giang làm làm sao bây giờ Người của cái thiên tông chạy mất rồi, lần này lại đắc tội với lâm thần y. Trên người chúng ta có độc, không thuốc nào chữa được. Lần này nên làm như thế nào đây? Tiêu rồi, chúng ta sẽ chết sao? Tôi không muốn chết. Mấy người không ngừng gào khóc than vãn. Gương mặt rán nua của Giang Nam Tùng u ám. Cắn chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hình như không cam lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta bỗng nhiên buông tay. Một mặt chán nản. Được rồi, chuyện đến nước này nếu muốn sống cũng chỉ có thể cúi đầu lát nữa đi tìm lâm thần y nhận tội với anh ta đi lâm thần y sẽ dễ dàng tha thứ cho chúng ta sau chúng ta đã phản bội anh ta một lần rồi không tha thứ thì còn có thể thế nào chứ người cái thiên tông chạy mất rồi mạng của chúng ta nằm trong tay lâm thần y nếu như không có được sự tha thứ thì mọi người hãy tự chuẩn bị hậu sự cho mình đi không đám người khóc như mưa, vô cùng tuyệt vọng. Lúc này Phan Lâm và Lưu Vũ Hàng ngồi xe vội vội vàng vàng đi đến nhà của nông minh chiến. Đến trước tòa nhà cũ kỹ, mấy người gấp rút xuống xe, chạy đến chỗ tòa nhà. Nhưng mà vừa mới vào nhà, thấy cửa chính đang mở. Bên trong ngoại trừ gì giúp việc đang bận rộn thì không thấy bóng dáng của nông minh chiến đâu cả. Lưu Vũ Hàng lo lắng, thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi. Dì Vương, thủ trường đâu? Ờ, à ông ông lãnh đạo sao ông lãnh đạo bảo cô chủ đưa đi rồi nói là đi khám bệnh dì vương vội vàng nói đi khám bệnh sao ở đâu bệnh viện nào không biết hình như là khám ở chỗ bác sĩ diêu bác sĩ diêu sao lưu vũ hàng lập tức có phản ứng sắc mặt của phan lâm thay đổi trầm giọng nói vũ hàng lập tức đưa tôi đi tìm ông ấy bệnh tình của ông ấy không kéo dài được đâu bác sĩ diêu không biết bệnh tình nhất định sẽ xảy ra chuyện mau dẫn tôi đi, nếu chậm một bước, ông ấy sẽ mất mạng đó. Lưu Vũ Hàng nghe xong, dùng mình dựng hết cả da gà hô lên, đi theo tôi. Nói xong thì liền xông ra khỏi cửa. Dưới một chân núi nhỏ, ở vùng ngoại ô Yến Kinh, một chiếc xe thương vụ dừng dưới chân núi. Mấy người đàn ông dùng cáng cứu thương khiêng một ông cụ đang hôn mê, gấp gáp chạy lên núi. Dưới chân núi có không ít xe sang trọng đang đỗ. Rất nhiều người giàu nhau nhau đi lên núi, Bên trên núi có một bác sĩ nổi danh gần xa. Tuy là danh tiếng của Lâm Thần Y lan truyền khắp thế giới, nhưng ở trong mắt nhiều người thượng lưu, Thần Y chân chính nên rời xa thành phố ồn ào, ở ẩn trong núi rừng. Người trẻ tuổi đã có y thuật cao siêu, ai mà tin cho được chứ? Rất nhiều người cảm thấy Phan Lâm chỉ là giờ trò lừa gạt mà thôi, hoặc là cố tình lăng xê phóng đại. Ngược lại, Diêu Thần Y ở ẩn tại vùng ngoại ô Yến Kinh nhưng mà nổi tiếng khắp nơi mấy chục năm nay chữa được không ít bệnh có thể nói là đức cao vọng trọng ở trong vùng ngọn núi nhỏ này cũng không tính là gập gành xe có thể đi lên nhưng để tỏ lòng tôn kính với diêu thần y tất cả những người đi khám bệnh đều sẽ dừng xe ở dưới chân núi mấy chục năm không ai dám phá hủy cái quy tắc này nghe nói có một lần tình huống bệnh tình khẩn cấp từ tiện lái xe lên núi gặp thần y kết quả Diêu thần y giận tím mặt, đẩy xe ra khỏi núi, còn người bệnh kia cũng chết bất đắc kỳ tử ở chân núi. Gia đình người bệnh kia cũng là người quyền quý, nhưng mà không dám truy cứu trách móc Diêu thần y nửa lời. Từ đó về sau, không có người nào dám bất kính với Diêu thần y nữa. Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi. Nếu khiến chậm trễ bệnh tình của ông nội tôi, các người phải trả giá đó. Tất cả mau tránh ra cho tôi một cô gái khoảng 13-14 tuổi chạy chậm, lớn tiếng hô hào, giọng nói rất là đành đá, không chút khách khí. Người đi khám bệnh bên ven núi bất mãn, vốn không muốn nhường đường. Dù sao thì tất cả mọi người đều lên núi khám bệnh, ai cũng vô cùng gấp gáp. Nhưng khi quay đầu nhìn, mọi người không khỏi biến sắc, nhau nhau lùi ra, không ai dám ngăn cản. Cô gái mang theo một đội ngũ trực tiếp xông lên trên núi đợi đi xa mới có người không nhịn được mà dò hỏi. Đó là ai vậy? Tại sao lại phách lối như thế chứ? Anh mù sao? Không nhìn thấy người đang nằm trên cáng cứu thương là ai sao? Ai cơ? Đồng Minh Chiến đó. Hả? Đồng... Nông thủ trường sao? Như vậy thì ai dám ngăn cản chứ? Còn không phải sao? Nhưng mà sao thủ trường lại biến thành như vậy? Lúc trước trên tivi, đến sắc mặt của ông ấy cũng không tệ lắm mà. Ai mà biết được chứ? Cũng không biết tình trạng của thủ trưởng nông thế nào. Chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ có sóng gió đó. Đám người lo lắng bàn luận. Sân tràng của bác sĩ trên đỉnh núi giờ phút này đã xếp thành một hàng dài. Đều là người đi khám bệnh. Có người đã đến đây từ mấy ngày trước. Bởi vì diêu thần y mỗi ngày chỉ khám cho 10 bệnh nhân. Chỉ có thể đến sớm mới có hy vọng nhưng cũng vì cái quy tắc này mà Diêu Thần y dẫn đến rất nhiều tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, đi đời nhà ma, căn bản không đợi được Diêu Thần y khám bệnh cho. Nhưng dù là như thế cũng không có người dám nói gì với Diêu Thần y. Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi." Cô gái trực tiếp xông vào cửa chính miệng hô lớn, "Này này này, làm cái gì đấy? Muốn khám bệnh thì mau xếp hàng đi." Có người ở trước cổng Sơn Trang lập tức ngăn cản cô gái lại nào ngờ cô gái kia hung hăng vỗ tay vào mặt của người kia tức giận trách mắng không có mắt nhìn sao không biết tôi là ai sao cút ngay đi mời diêu thần y đến khám bệnh cho bố tôi tôi nói cho anh biết nếu như bố tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn các người ai cũng không chạy thoát được đâu đều phải chôn cùng với bố tôi bố cô là ai vậy tôi nói cho cô biết cho dù là người giàu nhất cái nước này thì cũng đã từng đến rồi cũng phải xếp hàng đây là quy định của sơn trang chúng tôi Người kia vẫn nổ nói. Cô ta tát một cái quát. Bố tôi là nông minh chiến. Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì cả kinh. Người kia cũng ôm mặt khiếp sợ nhìn cô ta. Anh điếc rồi sao? Còn không mau đi mời diêu thần y đi. Cô ta thấy ánh mắt của người kia đờ đẫn lại gào thét. Người kia vô cùng chấn động, run dày hô. Cô nông, yên tâm đi. Tôi lập tức đi mời thần y. Lập tức đi mời ngay đây. Nói xong, người kia quay người chạy vào trong đám người cũng trực tiếp nối đuôi nhau theo vào cũng không lâu lắm người kia chạy ra lớn tiếng hô hôm nay đóng cửa mời các vị trở về cho hôm nay không khám bệnh về đi nói xong mấy tên đồ đệ sơn trang bắt đầu đóng cửa người bên ngoài thấy thế lập tức nóng này sao vậy làm cái gì vậy tôi ở chỗ này chờ bốn ngày rồi đấy sắp đến lượt tôi rồi sao lại đóng cửa lập tức có người đến dò hỏi đây là yêu cầu của diêu thần y vì sao sao anh đi hỏi diêu thần y đi. Đệ tử khẽ nói vậy. Cũng lười phản ứng với những người này. Trực tiếp đóng cửa lại. Đừng, đừng đóng cửa. Cầu xin anh mời diêu thần y cứu bố tôi đi. Hôm nay là kỳ chuẩn đoán cuối cùng của bố tôi rồi. Nếu như hôm nay bỏ lỡ, sợ bố tôi sẽ không qua khỏi mắt. Cầu xin anh mời diêu thần y đến. Tôi khấu đầu tạ ơn. Đúng vậy đó. Bệnh tình con trai tôi cũng rất nguy cấp. Sợ rằng không thể chống đỡ được đến ngày mai. Theo trình tự, Tôi là người khám bệnh thứ năm trong ngày hôm nay. Xin anh truyền lời với Diêu Thần Y. Cầu xin chữa bệnh cho con trai tôi. Cầu xin anh. Mời Diêu Thần Y khám cho chúng tôi đi. Chúng tôi có thể đợi. Nhưng bệnh nhân thì không đợi được. van cầu anh. Toàn bộ người bên ngoài quỳ dưới đất. Gào khóc cầu xin. Nhưng mà những người này hoàn toàn không để ý tới. Thầy đã nói là chờ một ngày. Thì cứ chờ một ngày đi. Các người nếu không muốn chờ đợi. Không muốn khám. Thì cứ xuống núi không ai cản lại cả. Nói xong, người kia vung tay lên. Đóng cửa! Vâng! Nói xong, cửa chính từ từ khép lại. Diêu thần y! Diêu thần y! Người bên ngoài gào thét thê lương, trong mặt mỗi người ẩn chứa sự tuyệt vọng. Nhưng mà... Không thể làm gì khác. Bên ngoài Sơn Trang toàn là tiếng kêu khóc. Mà bên trong Sơn Trang mấy tên đệ tử bước nhanh vây quanh thánh đường diêu thần y mặc áo màu trắng dâu tóc bạc phơ khí chất như thần tiên nhìn thấy diêu thần y đi tới con gái của nông minh chấn nông ngọc mai vui mừng vội vàng chào hỏi diêu thần y cuối cùng thì ông cũng đến rồi mau mau khám bệnh cho bố tôi đi bố tôi sắp không trụ được nữa cô nông yên tâm tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho ông nông bác sĩ diêu trầm giọng nói trực tiếp sai người mang kim châm điểm huyệt tới, châm mấy kim cho nồng bình chiến, sau đó kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt của ông ta không được tự nhiên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bác sĩ Diêu, tình trạng của bố tôi như thế nào rồi? Nông Ngọc Mai vội vàng hỏi. Cô Nông, cô chờ tôi một lát, tôi bàn bạc một chút với mấy vị trưởng lão trong sơn trang đã. Diêu thần y lãnh đạm nói, sau đó thì đi sang một bên, Mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao tiến về phía trước. Diêu thần y, tình trạng của thủ trưởng nông thế nào? Lập tức có người nhỏ giọng dò hỏi. Diêu thần y trần trừ một lát, thấp giọng nói. Vô phương cứu chữa. Vô phương cứu chữa sao? Tất cả mọi người đều sừng sốt. Triệu chứng của ông ta rất kỳ quái. Với trình độ y thuật của tôi, e rằng không cứu được. Xem ra lần này đại hạn của nông minh chiến đến rồi diêu thần y lắc đầu nói diêu thần y vậy vậy bây giờ nên làm thế nào đây nếu không cứu được nông minh chiến danh tiếng của chúng ta không chỉ bị hủy hoại mà ông cũng sẽ bị tra hỏi quan trọng là nếu như người này chết ở chỗ của chúng ta vậy thì chúng ta phải ăn nói như thế nào với lời giao phó của bể trên đây diêu thần y ông nhất định phải tìm cách mấy vị nguyên lão vội vàng nói đó cũng là điều tôi đang lo lắng vì vậy không thể để nông minh chiến chết ở chỗ này tôi phải tìm cách đẩy ông ta đi diêu thần y khẽ nói mọi người đồng loạt hạ quyết tâm chuẩn bị đưa nông minh chiến đi thấy vậy nông ngọc mai vội vàng hỏi diêu thần y tình trạng của bố tôi như thế nào rồi ông mau chữa trị cho ông ấy đi tình hình tình hình không khả quan cho lắm diêu thần y ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi đang định ngừa bài không ngờ nông ngọc mai đột nhiên tức giận hét lên nhất định là cái tên khốn kiếp đó đã làm hại bố tôi rồi sao cơ diêu thần y nhướng mày cô nông cô nói vậy là có ý gì chứ diêu thần y không giấu gì ông bố tôi đã bị người ta lừa bị lừa sao đúng vậy cái tên khốn đó lừa người đó chính là lâm thần y sao cơ diêu thần y nhận ra đây là cơ hội tốt để thoái thác vội vàng hỏi cô nông màu nói rõ cho tôi nghe đừng bỏ sót chi tiết nào chuyện này có liên quan đến tính mạng của bố cô đó được rồi diêu thần y ông biết không không hiểu sao hôm nay lâm thần y lại đến nhà tôi bố tôi đã bị anh ta lừa tôi nghe lưu bảo nam nói lâm thần y từng chữa trị cho bố tôi đã đưa cho ông một viên thuốc nói rằng uống vào thì có thể kéo dài sinh mạng Lâm thần y kia là loại người gì? Anh ta còn biết khám bệnh sao? Tôi đoán nhất định là anh ta đã khiến cho bố tôi thành như vậy. Nông Ngọc Mai tức giận bất bình nói. Hai mắt của diêu thần y bỗng sáng ngời. Cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái. ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thảo nào! Vậy thì đúng rồi. Cái gì đúng rồi chứ? Nông Ngọc Mai giật mình. Cảm thấy có gì đó không ổn. Bố cô... Sợ rằng lần này khó mà qua khỏi. Diêu thần y thờ dài. Cái gì? Sắc mặt của nông ngọc mai hoàng sợ tái nhợt, không ngừng lùi về phía sau. Những người xung quanh cũng chết lặng. Một lúc sau, nông ngọc mai đột ngột quỳ xuống, kéo tay áo của diêu thần y mà kêu khóc. Diêu thần y, ông phải cứu lấy bố tôi, tôi cầu xin ông, ông phải cứu lấy ông ấy. Bất kể ông muốn cái gì, có yêu cầu nào thì chúng tôi đều có thể đáp ứng. Xin hãy cứu lấy bố tôi. Cô nông, không phải là tôi không muốn cứu thật sự thì tình trạng bây giờ của thủ trưởng nông cho dù là thần tiên thì cũng không cứu được vốn dĩ tôi đã chữa trị cho thủ trưởng nông theo đúng phương pháp của mình từ lục phù ngũ tạng cho đến các mạch máu đều được trị tận gốc hết sức cẩn thận nhưng mà thủ trưởng nông đã tin nhầm vào thuật thuốc khiến cho thương tích trong cơ thể phát tác và phá hỏng bộ hướng dẫn điều trị mà tôi đã xây dựng trước đó Tất cả các loại thuốc mà trước đây ông ta dùng giờ không còn tác dụng nữa. Bộ hướng dẫn này cũng không có thiết lập lại được nữa. Bố cô giờ đã vô phương cứu chữa. Cô nông, tôi vô cùng xin lỗi. Đưa nông thủ trường về thu xếp hậu sự đi. Diêu thần y thờ dài. Không! Nông Ngọc Mai lớn tiếng than khóc. Lúc này lại có một nhóm người khác vội vã tiến vào trong biệt thự thoạt nhìn dẫn đầu là con trai và con rể của nông minh chiến theo sau là mấy người phụ nữ nông minh chiến chính là người đứng đầu của nhà họ nông một khi ông ta ngã xuống nhà họ nông cũng coi như xong đời bố minh chiến đám đông hét lên đồng loạt chạy tới thấy khuôn mặt của nông ngọc mai đẫm nước mắt mọi người lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn chị có chuyện gì vậy bố thế nào rồi có sao không Nông Toàn, con trai của Nông Minh Chiến vội vàng hỏi. Nông Ngọc Mai khóc nấc lên. Bố, bố không xong rồi. Lầm thần y đó đã hại chết bố. Bố chết rồi. Cái gì? Sắc mặt của mọi người tái mét. Diêu thần y, bố tôi, bố tôi thực sự không cứu được nữa sao? Nông Toàn trừng mắt, không dám tin hỏi lại. Tôi đã cố gắng hết sức. Vốn dĩ bệnh của nông thủ trường đã được chữa khỏi. Nhưng ông ta lại nghe theo lời của hạng người vô danh, khiến cho phương pháp chữa trị của tôi bị phá hủy, bây giờ đến thần tiên cũng khó lòng cứu chữa." Diêu Thần y thở dài nói. "Không, người nhà họ Nông khóc lóc thảm thiết. Diêu Thần y là người như thế nào, ông ta nói không cứu được thì chắc chắn là không cứu được rồi. Giờ phút này, trong mắt của bọn họ, Nông Minh Chiến giống như một người đã chết. Lâm Thần y Nông Toàn đột nhiên đứng bật dậy và hét lớn. Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu? Một người đàn ông mặc đồng phục chạy đến. Thông báo cho đội 1, đội 2, đội 3 mang theo tất cả mọi người nhất định phải bắt được Lâm Thần Y về đây nếu dám chống cự giết ngay tại chỗ Nông Toàn giống lên cặp bắt đỏ ngầu rõ Cùng lúc này Phan Lâm đi theo tiểu lưu đến tận chân núi Vào thời điểm này một số lượng lớn xe quân sự đang đầu ở dưới chân núi Trịnh Nam Thiên cũng vừa mới đến, đang định theo đoàn người xuống núi, nhìn thấy Phan Lâm đi tới, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiểu tử Lâm, người tại sao lại cũng ở chỗ này? Trịnh Nam Thiên kêu lên. Đại thống lĩnh Trịnh, Phan Lâm bước nhanh về phía trước, phản ứng ngay lập tức. Trịnh Nam Thiên là quân dưới tay của nông minh chiến, bây giờ lão đạo có chuyện như vậy, hắn tự nhiên là người đầu tiên xông tới. Tiểu tử Lâm, có cậu ở đây, ta yên tâm rồi đi thôi thủ trường lần này nhất định sẽ không có chuyện gì trịnh nam thiên cười nói tình huống khẩn cấp không nói nữa tôi sẽ lên núi tìm lão nông phan lâm nói xong thì vội vàng chạy về phía tiểu lưu lái xe đi lâm tiên sinh cậu không biết sao diêu thần y ở đây có quy định xe chỉ có thể đi tới chân núi không được lên núi nếu không sẽ vô lễ với hắn ta tiểu lưu cung kính nói mạng người quan trọng hay là sắc mặt của diêu thần y quan trọng đây phản lầm lạnh lùng hỏi tiểu lưu sừng sốt nghiến răng nghiến lợi đạp ga lao thẳng về phía đỉnh núi trịnh nam thiên thấy vậy thì lắc đầu cười khổ tiểu từ lâm này thật đúng là bá đạo mọi người đi đường sừng sốt thật là táo bạo còn dám lái xe tới đây sao có phải họ không biết các quy tắc ở đây không khoan đã hiện tại sắp có kịch hay để xem rồi lát nữa diêu thần y chắc chắn sẽ để cho bọn họ xuống núi. Còn người sắp xuôi xèo rồi. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên. Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới lối vào của biệt thự. Một vài người xuống xe. Tuy nhiên khi chuẩn bị bước vào trong biệt thự thì thấy cổng biệt thự đã đóng. Đồng thời có một nhóm người đang quỳ trước cổng biệt thự. Vô số người đang khóc lóc quỳ lại tại biệt thự. Miệng của họ phát ra những tiếng hét đau đớn diêu thần y xin hãy tỏ lòng thương xót và cứu lấy con trai của tôi diêu thần y cha tôi ngày mai thật sự không chịu được nữa không đợi được đến ngày mai đâu xin ngài hãy giúp đỡ diêu thần y thần sống vợ tôi sắp chết thật rồi xin hãy thương xót để cô ấy sống sót qua ngày hôm nay đi diêu thần y họ liên tục góc lóc nhiều người bị đánh đến chảy máu chán đứt cổ họng tuy nhiên cánh cửa của thần y sơn trang vẫn cứ đóng chặt nhiều người trông tuyệt vọng. Những bệnh nhân họ cư mang còn đau đớn hơn. Một số bệnh nhân nôn ra máu tại chỗ, ngất xỉu. Một số bệnh nhân thì đã hấp hối, như đèn cạn dầu. Cảnh tượng này nhìn như luyện ngục. Tất cả đều không thể tin được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 235 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.